trời sao mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ. Giọng cô hương gây bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Xuất sắc luôn, xuất sắc. Hay quá em gái ơi. Em cũng đã có một thời đứng trên sân khấu cải lương, và tất cả mọi người cũng đã chấp nhận em là một cô đào chánh. Em thật sự em muốn hát, em muốn được diễn, muốn được làm nghề. Anh hy vọng rằng chương trình này sẽ làm cho em tỏa sáng. Nhưng mà em thật sự thì em xin lỗi. Em cho em quyết định. Đó là một quyết định sáng suốt. Đón xem tập 2 Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ 2, phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7.